những buồn đau ấy lại trở thành cảm hứng cho những tuyệt phẩm tình ca ra đời. Cái nỗi khổ tâm của một người đáng yêu, mọi là những thứ khó dài nhẫn có thể làm cho mình điên đảo đi. Trong hoàn cảnh mình khó khăn, mình hy sinh, mình khó, mình thì ta sửa. Nào giờ anh mê nhạc lắm, nhưng mà quen nó tốt ngoài Bình Định, suốt ngày cắm mặt